Các bạn ơi, lễ Quốc khánh năm nay chúng ta tặng 4 ngày nghỉ cơ. Các bạn không nghe nhầm đâu, có tặng 4 ngày nghỉ lễ đó. Vậy thì nếu các bạn chưa có kế hoạch gì thì để mình gợi ý cho các bạn một số cái nhé. Nhưng trước hết, chúng ta hãy cùng xem tuần này có tin nóng gì nhé. Và tớ là Nam Anh, người sẽ đồng hành các bạn trong bản tin tuần này. Bạn đã bao giờ nghe đến đầu bếp bay chưa? Nhờ hệ thống đường ray treo ngược có 102 này, một người đầu bếp khuyết tật ở Áo đã tiếp tục đam mê nấu ăn của mình sau khi ông bị tai nạn không thể đi lại được. Đây là một món quà tuyệt vời mà ông được nhận từ người bạn của mình. Nhà vệ sinh trong suốt? Đúng vậy, bạn không nghe nhầm đâu. Tại công viên Shibuya, Tokyo, Nhật Bản, những chiếc nhà vệ sinh trong suốt với đủ màu sắc sặc sỡ đang thu hút sự chú ý của du khách và người dân. Nhờ công nghệ kính thông minh, các nhà vệ sinh này có thể tự động chuyển từ trong suốt sang mờ đục chỉ trong nháy mắt, đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối cho người sử dụng. Thú vị nhỉ, có ai muốn đến đây trải nghiệm không nào? Một cú nhảy phá vỡ mọi giới hạn. Bà Madnet Bailey, 102 tuổi, đã chinh phục bầu trời với cú nhảy dù táo bạo. Không chỉ vậy, bà còn gây quỹ được một số tiền lớn cho các tổ chức từ thiện. Hành động phi thường này của bà đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người, chứng minh rằng tuổi tác không phải là rào cản để thực hiện ước mơ. Với sự hỗ trợ của những chú chó cứu hộ được huấn luyện bài bản, các bãi biển ở Italy và Tây Ban Nha đã trở nên an toàn hơn bao giờ hết. Những chú chó này không chỉ là những người bạn trung thành mà còn là những anh hùng thực sự luôn sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn trên biển đấy. Chú tinh tinh 6 tuổi Lambani đã khiến cả thế giới ngạc nhiên khi trở thành một họa sĩ tài năng. Với những bức tranh đầy màu sắc và sáng tạo, Lambani không chỉ chinh phục trái tim của mọi người mà còn bán được tranh với giá lên tới 1.000 USD một bức. Vỗ tay cho chú tinh tinh thông minh này nào! Cốc cốc cốc, các bạn vẫn ở đây đúng không? Vậy thì đừng đi đâu nhé, vì ngay sau đây sẽ là thông tin chính của tuần này. Vậy thì trong 4 ngày nghỉ, các bạn muốn đi đâu? Đi chơi công viên, đi biển hay là đi chợ? Mà đây không phải là chợ bình thường đâu nhá, mà đây chính là chợ đẩy cực kỳ độc đáo của miền Tây. Các bạn có biết tại sao đây được gọi là chợ đẩy không? Và trên những chiếc xe này thì có gì? Miền Tây Trù Phú không chỉ nổi tiếng với những vườn trái cây xanh mát hay chợ nổi trên sông nước, mà còn là những chiếc chợ đẩy di động độc đáo. Với số vốn ít ỏi, người dân đã tự tạo việc làm và cải thiện cuộc sống của mình từ đây. Từ những loại rau củ quả tươi ngon đến các loại gia vị, tất cả đều có sẵn trên những chiếc chợ mini này và được di chuyển đến khắp các con đường làng, mang đến sự tiện lợi của người dân. Bạn thấy thế nào về chiếc chợ đẩy này? Hình như chưa bao giờ luôn. Mình thấy rất là nhiều. Mình chưa thấy, ít khi. Mình ở nhà chung cư nên không thể thấy được một cái nào. Chắc là có những người nào lười người ta mới mua. Còn người ta không lười người ta đi mua ở chợ. Mình vẫn sẽ ra chỗ chợ bởi vì mình muốn đi bộ để cho nó khỏe mọi người hơn, cho nó khỏe mạnh hơn. Sợ nó không được an toàn cho thực phẩm cho lắm do nó được đi xung quanh ngoài trời mà không có gì để che. Nên nếu mà mình gặp được cái đấy mình sẽ chắc mình sẽ không mua mà mình sẽ đi siêu thị mình mua. Mình sẽ ra để xem đồ có an toàn thực phẩm không. Nếu mà đồ an toàn thì mình sẽ mua và mình cảm thấy nó. Nếu mà đồ ăn an toàn và người ta bán đúng thì mình cảm thấy nó rất tiện ạ. Tớ thấy thì chợ đẩy miền Tây rất là tiện lợi. Mình chỉ cần đi ra ngoài cửa là mình đã có thể mua những thực phẩm mà mình muốn rồi. Các bạn đã xem thấy thế nào? Hãy chia sẻ cho chúng tớ nhé. Vậy là đã hết một nửa bản tin rồi. Các bạn đã like và subscribe chưa? Đằng sau sẽ còn rất nhiều thông tin thú vị nhé. Vậy nên đừng bỏ lỡ. Nghỉ lễ dài ngày sẽ có rất nhiều người chọn đi đây, đi đó. Thế nhưng cũng có rất nhiều người chọn ngồi trên sân thượng của mình hưởng thụ bằng cách trồng cây và nuôi cá. Sân thượng của nhiều gia đình thành phố giờ đây không chỉ là nơi phơi đồ mà còn là những khu vườn xanh tươi tốt. Xu hướng trồng trọt chăn nuôi tại nhà đang ngày càng phổ biến, giúp cho người dân có nguồn thực phẩm sạch, an toàn và cải thiện chất lượng cuộc sống. Trong đó, mô hình aquaponics là một lựa chọn được nhiều người ưa chuộng, kết hợp nuôi cá và trồng rau một cách hiệu quả. Nhưng đó là vườn nhà người ta, còn với vườn sân thượng nhà mình thì bạn sẽ làm gì? Mình sẽ trồng những cây leo giống như cây nho để có thể làm được một dàn che bóng mát. Mình muốn trồng hoa hướng dương bởi vì mình thấy nó đẹp. Mình muốn trồng rau thì khi mà mình có thể chăm sóc rau thì mình có thể đảm bảo được là rau sạch và tốt. Mình sẽ trồng một loại hoa quả ngẫu nhiên nào đó mà mình có thể ăn được ấy. Có thể là dưa hấu hoặc là xoài bởi vì mình rất là thích những trái cây đó. Nếu mà là một loài hoa thì mình muốn hoa nào mà nó không dễ héo, hoa giấy. Hiện tại trên khu vườn sân thượng của tớ thì tớ đã có cây lan này, cây xương rồng và rất nhiều các loại cây khác. Nói thì mới nhớ, bây giờ đã đến giờ tớ đi tới cây rồi. Khoan đã, trước
trước khi đi thì hãy đừng quên ấn nút like và subscribe nhé, để đừng bỏ lỡ những thông tin hấp dẫn nhé. Cảnh báo, nguy cơ lây bệnh khi đi du lịch rất cao. Hãy chú ý bảo vệ bản thân và những người xung quanh để có một kỳ nghỉ mạnh khỏe. Vậy thì theo các bạn, chúng ta sẽ làm thế nào để mà vừa vui chơi mà lại còn vừa đảm bảo an toàn? Không nên tiếp xúc nhiều với cả người lạ, có thể đeo khẩu trang. Còn đi về thì phải rửa tay sạch sẽ, không thì sẽ bị lây ạ. Mình ở nhà mình chỉ nghỉ ngơi, mình không ra ngoài nhiều, hạn chế ra ngoài. Hoặc là mình có thể tìm hiểu những địa điểm du lịch vắng người, không nhiều người đến. Mang những đồ, ví dụ như đồ ăn và các đồ vui chơi từ nhà thì mình có thể đảm bảo về sự an toàn của chúng ạ. Học những cái cách phòng chống những cái bệnh mà dễ lây nhiễm hiện nay là cái thứ nhất. Thứ hai là đúng là mình phải đi sát với người thân mình để tránh cái trường hợp là đi cùng những người lạ và không biết là họ có những cái bệnh gì sẵn có. Thứ ba là không có nên tự ý đi những cái nơi lạ mà mình không tìm hiểu kỹ, mình không hề biết về nó ấy, thì rất dễ có thể là nó sẽ có những cái căn bệnh ẩn ở đấy sẵn rồi mình sẽ bị lây. Vậy là tin tức vừa rồi đã khép lại bản tin tuần này. Vậy nên xin chào và hẹn gặp lại.